Bayern Munich đạt thỏa thuận để sở hữu Harry Kane. Sau bao nhiêu nỗ lực đàm phán với Tottenham, Bayern Munich đã đạt được thỏa thuận để sở hữu Harry Kane. Bayern Munich đã hoạt động không biết mệt mỏi trong những tuần vừa qua để có được Harry Kane và những cố gắng đó của họ đã đạt được thành quả. Theo thông tin độc quyền từ chuyên gia chuyển nhượng David Onstein, Bayern Munich đã đạt được thỏa thuận với Tottenham về thương vụ Harry Kane, mức giá được cho là 100 triệu euro. Tuy nhiên đội bóng nước Đức vẫn phải đàm phán những thỏa thuận cá nhân với tuyển thủ người Anh thì thương vụ này mới có thể hoàn thành. Chính Harry Kane bây giờ mới là người quyết định có đến Allianz Arena hay không. Đã có những thông tin cho rằng Kane đang muốn tận hưởng nốt quãng thời gian trong hợp đồng của mình cùng Tottenham. Sẽ có hai sự lựa chọn cho Harry Kane một là chuyển đến nước Đức để chinh phục danh hiệu, hai là ở lại Tottenham và sô đổ kỷ lục ghi bàn tại ngoại hạng Anh của Erlen Shearer. Can là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Tottenham với 280 bàn thắng sau 435 lần ra sân. Anh chỉ kém 47 bàn so với kỷ lục 260 bàn tại Premier League của Alan Shearer. Hợp đồng sẽ chỉ còn một năm và Tottenham chắc chắn không muốn mất trắng Can vào mùa giải năm sau. Họ đã đồng ý các thỏa thuận với Bayern và bây giờ chỉ chờ quyết định từ Can. Bayern đang rất cố gắng để có được sự phục vụ của Harry Kane. Chân sút người Anh sẽ giúp nhà đương kim vô địch Bundesliga thách thức mọi danh hiệu trong mùa giải mới thời gian chỉ còn tính bằng giờ, liệu sẽ là một bản hợp đồng bom tấn hay sẽ là sự thay đổi ngoạn mục đến từ Harry Kane. Nếu tiền đạo này quyết định ở lại thì chắc chắn năm sau anh sẽ là bản hợp đồng được mọi đội bóng đến từ châu Âu thành khát.